100%. Đội mình đoán xem đáp án là gì? 100%. Muôn vàn ý kiến biết chọn kiểu chi? 100%. Nhanh nhanh đoán đoán chốt ngay lúc này. 100%. Mạc Văn Khoa. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình 100%. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Một tuần nữa lại trôi qua, chị em mình lại gặp nhau trong chương trình 100%. Không biết ngày hôm nay khách mời của mình là ai ta? Không biết khách mời bên chị thế nào, chứ khách mời bên em là những người mà vô cùng quen thuộc với lại hai chị em mình cũng như là quý vị khán giả. Một người anh hát hay, nói giỏi, một người em dễ thương, xinh xắn, một người em nữa năng động, sáng tạo. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ, Gia Linh và Hải Vót. Và xin được chào đón đội tiếp theo, đó là các thành viên Trịnh Thảo, Lê Hải và Lãnh Thanh. Người quen không? Toàn là những gương mặt rất là quen thuộc ha. Thưa các bạn, khi đến với chương trình 100%, mình phải đặt tên đội. Không biết là bên mình có tên đội chưa ạ? Em xin phép được đặt tên đội của tụi em là đội Hơi Đẹp ạ. Hơi đẹp. Ôi, hơi mình phải lấy tên là Quá Đẹp chứ. Có ai được? Không, người ta khiêm tốn chị. Dạ, ơi. Khiêm tốn chị. À, thế à? Đội khiêm tốn. Rồi. Nếu vậy thì tôi xin đọc tên đội của tôi luôn. Dạ. Tại vì tiêu chí mà. Dạ, đội chúng em là đội Hư Hề. Hơi Hề. Đúng rồi, hơi hề hề thôi. Ta đã có hai đội, đội Hơi Đẹp và đội Hơi Hề. Bây giờ thì xin mời hai đội cùng quý vị khán giả hãy đến với vòng 1 của chương trình 100%. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 1 của chương trình 100%. Chương trình 100% sẽ có hai vòng thi. Và các vòng thi sẽ có những câu hỏi được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Kết thúc hai vòng thi, đội nào có điểm số cao hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Ở vòng đầu tiên này sẽ có duy nhất một câu hỏi khảo sát. Sau khi hai MC đọc xong câu hỏi hô khẩu hiệu hết, hai đội chơi bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước được trả lời trước. Sau khi mà bấm chuông ấy, chúng ta sẽ liên tục liệt kê ra các đáp án đúng. Chúng ta trả lời đúng, chúng ta được trả lời tiếp. Cái số phần trăm của câu trả lời đúng sẽ tương ứng với số điểm mà chúng ta đạt được. Mỗi đội sẽ có tối đa 3 lượt trả lời cho tới khi hết lượt hoặc là hết đáp án. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi ở vòng 1. Câu hỏi này sẽ có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, họ thường bực mình điều gì trong bữa cơm gia đình? Hết. Hơi hề. Rồi. Quá trời, em đã đọc nhanh như thế mà anh bấm chuông còn nhanh không kém gì em. Rồi em đọc lại câu hỏi. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, họ thường bực mình điều gì trong bữa cơm gia đình? Tùy nhà, ví dụ như nhà em thì là mỗi lần mà ăn cơm anh là ăn trễ, đi vô trễ, ăn chậm á, cứ bố kêu Hải vào ăn cơm mà vào vậy trễ. Vậy là kêu vào ăn cơm mà không vào. Chậm trễ, có một thành viên là chậm và ăn chậm. Ăn chậm. Anh thì anh nghĩ cái bữa cơm mà khiến cho anh bị bực bội á là đồ ăn không đủ. Bây giờ thì mình sẽ chọn ra một cái đáp án mà mình cảm giác như là chính xác nhất. Nếu mà trả lời đúng thì mình được trả lời tiếp. À dạ. Chậm trễ đi anh. Kiểu như vậy là Hải ơi ăn cơm con ơi lâu quá. Đội mình chốt đáp án là chậm trễ. Chậm trễ. Xin mời. Thấy chưa? Nhiều lần. Thấy chưa? Hải mời gọi nhiều lần. Rồi, câu trả lời tiếp theo của mình luôn là bấm điện thoại. Đúng, ngồi rồi, ăn mà không tập trung đúng. Kiểu bấm điện thoại. Nghĩa là trừ những cái công việc cấp bách cần phải giải quyết liền. Còn không mà kiểu mà vừa ăn vừa coi á, trời ơi, khó chịu khủng khiếp. Đội mình cho đáp án là bấm điện thoại. Xin mời đáp án khảo sát của chương trình. Khó chịu vậy. Em bực bội dữ lắm. Không cắm cơm sao ta? Quên cắm cơm. Quên cắm cơm. Không, mà thiếu đồ ăn trước đi. Nhiều khi gia đình này 4 người mà đem là có 2 cái trứng chiên với lại chén canh. Một mình, đúng rồi. Tôi đồng ý với đáp án thiếu đồ ăn rất phù hợp với lại thân thể của tôi. Bây giờ đội Hơi Hề, mình chốt đáp án là gì ạ? Thiếu đồ ăn. Thiếu đồ ăn.
Xin mời đáp án khảo sát của chương trình ạ. Ét ét một cái là thiệt. Ét ét rồi. Tới đội mình có một người. Trời ơi, em chờ đúng một cái giây phút này. Em nói khóc lời anh Vũ luôn. Đúng vậy, cơ hội người ta đã vụt mất rồi. Dạ. Tới mình rồi. Trong bữa cơm bữa đồ ăn. Kiểu gãy đồ ăn vương vãi. Đúng rồi. Đáp án của mình sẽ là bơi sới đồ ăn. Bơi sới đồ ăn. Tôi cũng ghét. Có không ạ? À? Sao gì chị cũng ghét cái gì vậy? Cái này cái nào cũng không thích. Wow. Tính ăn. Tù tính ăn. Có điểm rồi. Tiếp tục. Thanh nghĩ là em nghĩ là không mời trước bữa ăn. Không mời. Nghĩa là bước vào bàn ăn mà không mời. Bước vào là mình đã tính là trong bàn ăn rồi mà. Rồi, rồi, là không mời. Đúng rồi. Mình đồng ý không? Có. Rồi. Hơi hơi ạ. Hơi hơi. Vậy thì đáp án của đội mình sẽ là không mời trước khi ăn. Không mời trước khi ăn. Đúng rồi, cái này là trong thời 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 tới thời tới tôi biết cơ hội tới với đội hơi hè. Cơ hội của ta. Đội thôi. Đâu, cơ hội là gì đâu. Cơ hội lè, chị Linh mới nói luôn là khi mà mình ăn ấy, ăn chung một bữa nhà mấy chị em ăn với nhau á là ăn là bỏ ạ. Em hay bỏ mứa. Hay bỏ mứa. Thừa đồ ăn. Bỏ thừa đồ ăn. Bỏ thừa đồ ăn. Khó chịu vô cùng. Đúng luôn. Đúng. Mình chốt chưa? Chốt ạ. Chốt. Bỏ thừa đồ ăn. Hồi nãy là thiếu đồ ăn, bây giờ là thừa đồ ăn. Bỏ mứa đồ ăn. Đội mình chốt đáp án là bỏ đồ ăn. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Bỏ mứa. Có một cái này tuy nó hơi có phần khó chịu, ăn một cách ồn ào á. Nói nhiều khi ăn. Vừa ăn vừa nói á. Nói nhiều khi ăn hả? Vừa ăn vừa nói. Thôi cái đó có nha. Vừa... Vậy là câu trả lời của tụi em là vừa ăn vừa nói nhiều quá mức làm cho người ta khó chịu. Dài. 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 Vừa ăn vừa nói. Vừa ăn vừa nói. Vừa ăn vừa nói. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Wow, wow. Nhiều. Trời ơi. Nhiều. Mình lại đúng nữa rồi anh. À rồi. Một trong những điều mà đem ra rất bực mình đó là đồ ăn bị nguội. Không có còn cãi được nữa. Khó chịu lắm, đem ra nguội ngắt, nguội ngắt, nguội ngắt. Đồ ăn nguội hả? Đúng rồi. Hay là đồ ăn xong? Đồ ăn chưa chín. Đồ ăn chưa chín. Đồ ăn chưa chín. Cũng đúng luôn á. Đồ ăn chưa chín đi. Cho đáp án là đồ ăn. Đồ ăn chưa chín. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Trời ơi, thấy chưa? Đồ ăn mình lại trả lời đúng cho anh. Còn hai đáp án. Còn hai đáp án. Lẹ lẹ đi cho người ta chơi với. Rồi. Em nghĩ là chọn đáp án rơi vãi đồ ăn được không? Cái đồ... đó nó xấu tính nhưng mà nó cũng hơi hơi không giống là xấu tính lắm. Rơi vãi đồ tại ăn. Tại vì xấu tính ăn á là dạng ăn nhanh ăn thồn, còn rơi vãi là ăn mà cứ làm rớt ra. Mà không ý tứ à? Đúng, không ý tứ, rơi vãi đồ ăn đi. Rơi vãi đồ ăn. Xin mời đáp án khảo sát ạ. Không có. Tới lượt đội mình rồi. Đang ăn cơm tự nhiên cái cúp điện nóng nực, nóng được quá ăn cũng mất ngon nha. Bọn em được trải nghiệm đấy nhiều lắm. Hoặc là đang bữa tối đang ăn cơm tối á, cái cúp điện. Cúp điện. Cũng mất đèn hết trơn. Cúp điện nghe cũng rất là hay, tuy rằng không biết ở những nơi khác thế nào. Rồi vậy thì đáp án của tụi mình sẽ là gì ạ? Em chốt đi. Anh chốt đi. Cúp điện trong khi ăn. Có không ạ? Có đét luôn. Không. Wow. Có luôn cả hai người. Nóng cúp điện. Gỡ gạc. Tiếp tục, mình được thêm 3 điểm rồi. Vậy cái này xác suất nó sẽ rất là ít, tại vì cũng còn có 3 điểm thôi. Mà cái dòng càng ít thì càng khó đoán. Như gia đình của em, mà thí dụ như hôm đó lỡ như mà xui ngấy em đi chơi chẳng hạn, ba mẹ em ăn cơm mà không có em là ăn không có ngon, ăn không có vô, khó chịu. Đó là không đủ người, không đủ thành viên. Cũng đúng, bởi vì mỗi lần nhà em ăn cơm là mẹ em sẽ về ăn cơm. Đúng rồi, lúc nào cũng về ăn cơm. Chốt không? Tôi thấy cũng hợp lý á, một bữa ăn mà đầy đủ các thành viên trong gia đình, nó làm cho bữa ăn nó ngon lên nhiều lắm. Chốt luôn không? Chốt. Chốt đi. Chốt. Đáp án sẽ là không đủ thành viên trong gia đình. Có hay không ạ? Wow. Quá hay luôn. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội hơi đẹp là 13 điểm. Và đội hơi hè đang tạm thời dẫn trước với số điểm là 87 điểm. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút dành cho giải lao. Chào mừng khán giả đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình 100%. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi khảo sát. Sau khi hai MC như thường lệ đọc xong câu hỏi hô khẩu hiệu hết.
hai đội bấm chuông giành quyền trả lời. Sau khi bấm chuông giành được quyền trả lời rồi thì nhiệm vụ của đội chúng ta sẽ là phải tìm và trả lời được cái câu có cái phần trăm khảo sát cao nhất. Còn nếu như mà câu trả lời đó không phải là cao nhất hoặc là không đúng ấy, thì lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có tối đa 3 lượt trả lời. Và cái câu trả lời có số phần trăm cao nhất ấy sẽ tương ứng với số điểm mà đội chúng ta đạt được. Và đặc biệt ở vòng 2 này thì các đội sẽ được đặt cược một lần duy nhất trong số 3 câu hỏi. Và đội nào khi đã quyết định đặt cược thì buộc phải đặt cược hết số điểm mình đang có. Nếu như mình quyết định đặt cược và mình chọn ra được đáp án số phần trăm cao nhất, điểm số của mình sẽ được nhân đôi cộng với số phần trăm tương ứng với số điểm. Mà rủi như mình đặt cược mà mình lại không tìm ra đáp án có số phần trăm cao nhất sau 3 lượt trả lời thì số điểm của mình sẽ bị chia đôi. Và đội còn lại nếu tìm ra được đáp án số phần trăm cao nhất, số điểm sẽ thuộc về họ. Sao ạ? Hai đội nắm rõ luật chơi chưa ạ? Rõ rồi ạ. Rõ rồi. Trước khi tới với câu đầu tiên thì không biết là hai đội có đội nào muốn đặt cược không ạ? Đặt cược làm gì? Em ơi, cho người ta nhân 3 luôn cũng không bằng điểm mình. Đừng không có đặt cược, để yên đó cho anh. Vậy hả anh? Đừng có dại khờ. Hơi đẹp thì sao ạ? Em nghĩ là hơi đẹp nhưng mà không có hơi khờ, cho nên là em nghĩ là chưa có đặt cược ngay vòng đầu. Đúng rồi, mình từ mình nâng cao số điểm lên đã. Đúng. Vậy là ở câu hỏi đầu tiên thì không đội nào đặt cược cả. Mời hai đội sẵn sàng bước vào câu đầu tiên của vòng 2. Câu hỏi có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 người đàn ông, họ thường làm gì trong lúc chờ vợ mua sắm? Hết. Mời đội hơi hề. Đàn ông thường làm gì? Làm em gì? Thì uống cà phê, bấm cà điện phê, thoại. Đúng rồi. Em nghĩ vậy. Em thì em chưa có vợ nhưng mà em nghĩ là bấm điện thoại, bấm điện thoại hoặc là ngồi uống cà phê là phải bấm điện thoại rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm ra đáp án có phần trăm cao nhất. Có phần trăm cao nhất. Là bắt buộc ai cũng bấm điện thoại rồi đó. Bấm điện thoại rồi em nghĩ là cao nhất đó. Vậy đội hơi hề chốt đáp án là bấm điện thoại. Không biết các ông chồng có bấm điện thoại hay không. Xin mời đáp án khảo sát ạ. Wow. Trời ơi, chỉ thứ hai thôi. Không phải là đáp án số phần trăm cao nhất tới đội mình rồi. Trong lúc chờ vợ đi siêu thị, có nghĩa là chờ. Đã chờ, đang chờ rồi. Đi chứ. Uống nước, đi uống cà phê, đi cà phê. Không sai đâu mà. Ngồi cà phê. Đúng không? Cà phê. Ngồi cà phê. Có phải là đáp án có số phần trăm cao nhất hay không? Mời. Trời ơi, làm thứ tư thôi. Cơ hội tới với đội hơi hè rồi ạ. Đi theo sách đồ. Đi theo sách đồ. Tại vì tôi không phải trong cái người đàn ông trong trường hợp đó. Tự nhiên định nói tôi không phải là đàn ông. Đi theo sách đồ. Phải phụ vợ mình thôi, mà vợ mình lên cơ bắp bắp tay to xấu. Rồi. Chốt. Đi theo phụ sách đồ. Đi theo phụ sách đồ. Chồng sẽ đi theo sách đồ. Xin mời. Ôi trời ơi. Cơ hội lại quay về với đội mình. Như vậy thì tôi biết tiêu chí của máy âm này rồi. Giống như là kiểu như là nói những cái điều hoa mỹ về bản thân mình. Mà có một điều tôn vinh đàn ông là gì? Đó là gì? Sẵn sàng quẹt thẻ cho vợ. Trời ơi. Chịu chi. Em nghĩ là tới phương án số 1 chứ phải quẹt thẻ quá à. Kiểu như ông chờ để quẹt thẻ. Cái hình ảnh đó trong mắt người phụ nữ nó đẹp tuyệt vời lắm. Đúng rồi. Mình mua sắm xong chồng mình đứng, trời ơi, đẹp trai như soái ca vậy. Chờ quẹt thẻ, cái hành động mà rút cái thẻ ra khỏi cái bóp á, ca một cái. Thậm chí nếu như ông chồng không đẹp thì ổng quẹt thẻ nhìn ổng cũng đẹp. Đúng vậy. Hào quang. Vợ Khoa cũng khen anh đẹp trai quá. Ra vậy. Đáp án của mình sẽ là chờ thanh toán. Không có chờ thanh toán không. Tôi không tin. Trời ơi, thấy chưa? Còn nói gì nữa, đáp án cao phần trăm nhất đã được mở ra thì người ta đâu còn phải chơi nữa. Chờ sẵn để thanh toán một hình ảnh quá đẹp là đáp án có số phần trăm cao nhất, 29%. Xin chúc mừng đội hơi đẹp. Cuối cùng thì cũng có lại được một số điểm nhẹ nhẹ để mà lấy lại danh dự. Chúng ta sẽ mở ba đáp án còn lại. Số 5. Giữ xe. Đúng rồi, có định nói là xe. Số 6. Giữ xe, giữ con, không biết số 7 là gì ạ? Giữ đồ hả? Có luôn. Kết thúc câu hỏi số 1 ở vòng 2 này thì điểm số của hai đội như sau. Đội hơi đẹp đã nâng cao điểm số của mình lên là 42 điểm. Và đội hơi hề vẫn giữ nguyên số điểm là 87.
bắt đầu thấy những cái nét nó hơi lo trên đội hơi hà, bắt đầu thấy bớt hà đấy. Câu 2 thì có ai muốn đặt cược không ạ? Có ai muốn đặt cược không? Lấy câu số 3 đi, hãy cược. Bên đội hơi hời bảo là số 3 mới cược, còn hơi đẹp. Thôi cược đi, có sao đâu. Thôi để chút. Vậy bên anh cược đi, bên anh cược luôn đi. Bên này nhiều điểm, cược trước đi. Rồi thôi mình cũng số 3 mới cược luôn đi ha. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Vậy là câu số 2 này hai đội cũng không đội nào muốn đặt cược cả. Câu số 2 này sẽ có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người U50, sinh viên ngày nay khác gì so với thế hệ của họ? Chưa. Rung tay hồi nãy nó bắt. Bên kia cho vay em. Không, bên kia. Em hồi nãy bị liệu. Mất lượt. Hay quá. Mời đội hơi hề. Sinh viên bây giờ hả? Có mạng xã hội. Dày quá. Có mạng xã hội. Ồ vậy hả? Vậy thì sinh viên thời nay năng động hơn đi anh. Ừ, năng động hơn đi. Năng động nhẹ nhàng đi, năng động và tích cực hơn. Rồi, năng động và tích cực chính là đáp án cuối cùng của chúng tôi. Dù không biết bao nhiêu điểm nhưng chúng tôi vẫn nhoẻn miệng cười. Đáp án như cái phong thái của anh trả lời ha. Năng động và tích cực. Vậy mình chốt đáp án cuối cùng là năng động tích cực. Năng động tích cực. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Thắng luôn. Thấy chưa? Rồi. Cái năng động tích cực nó bao gồm cả mình nhảy rồi bạn xã hội đồ các thứ rồi mình trang điểm nữa, nó nhiều thứ lắm. Vâng, vậy là đáp án có số phần trăm cao nhất đã được mở ra, nhưng mà là bây giờ cũng muốn hỏi đội hơi đẹp, các bạn có đáp án nào khác ngoài đáp án này không? Mời Lãnh Thanh. Em nghĩ là bình thường khi em nói chuyện với mấy người lớn ở quê em nha, họ sẽ nói kiểu là bọn trẻ giờ nó giỏi lắm. Bây giờ nó sử dụng điện thoại nhoáy. Máy tính nó sờ vào cái gì nó cũng biết. Thế có nghĩa rằng trong mắt của người ta đó là thế hệ trẻ mình sử dụng công nghệ giỏi hơn họ. Giỏi công nghệ hơn. Rồi, chúng ta sẽ mở cái đáp án còn lại. Số 2 Thanh Thảo phải ô cũng hay đúng luôn. Số 3 thích thể hiện cái tôi cao. Đó. Số 4 có nhiều cơ hội kiếm tiền. Hợp lý luôn. Số 5 học đa ngành cùng một lúc. Đúng rồi. Một lúc hai trường nhiều ngành nghề cùng một lúc. Số 6 chăm chút ngoại hình là trang điểm nãy em nói đó. Đúng rồi anh. Phải có chứ em ơi. Số 7 khép mình, ít giao tiếp trực tiếp. Đúng rồi, đa phần các bạn sử dụng điện thoại nhiều quá, giao tiếp trên mạng xã hội cơ mà. Đúng rồi. Số 8 hưởng thụ nhiều hơn. Kết thúc câu hỏi số 2 thì số điểm của hai đội khác nhau cũng hơi nhiều ấy nhỉ. Đội hơi hề, điểm số của các bạn đã nâng cao lên là 112 điểm. Hơi đẹp thì vẫn giữ nguyên với số điểm là 42. Tới câu 3 rồi, cả nhà ơi, có đặt cược không? Anh cũng xin chia sẻ với em luôn. Nếu anh đặt cược, anh lại trả lời đúng, khoảng cách lại quá xa, rất là tội nghiệp cho bên em. Cho nên để cho các em có cơ hội đặt cược để gần bằng điểm tụi anh thôi. Ở câu số 3 này thì đội hơi đẹp đã quyết định đặt cược. Đội hơi hề, họ chơi rất là chắc ăn cho nên là họ cũng không đặt cược ở câu số 3. Dạ rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 3 nha. Câu hỏi số 3 có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 bạn trẻ, ngoài khóc và ngủ, họ làm gì sau chia tay? Hết. Mời hơi đẹp. Em thì là một người có khá nhiều kinh nghiệm sau chia tay. Sau chia tay là thường là đi nhậu. Trời ơi, không sai không về. Mình phải nhậu để mình quên sầu. Đúng rồi. Khóc gì đó hả? Em nghĩ là mới chia tay thì ai cũng sẽ có một vài ba cuộc nhậu. Thì em nghĩ vài ba cuộc nhậu. Vâng. Vô đi nhậu. Đi nhậu. Hy vọng đây là đáp án có số phần trăm cao nhất, tại vì mình đã quyết định đặt cược. Rồi, đáp án của đội mình sẽ là Đi nhậu. Đi nhậu, xin mời. Ôi trời ơi, tuốt số 5 lận. Chỉ có 5% thôi. Anh nói cho em nghe, thí dụ như thứ hai em chia tay bồ em đi, là tới thứ ba em mới đi nhậu liền. Em không thấy đi nhậu liền tối thứ hai được. Tại vì tối vừa mới thứ hai mới anh chia tay em chia tay anh buồn quá. Cái đầu tiên em làm lại gì? Thường là chặn Facebook, chặn mạng xã hội, up story buồn, nghe nhạc buồn. Đúng nhạc rồi. Sĩ ở đây mà không hỏi. Trời ơi, có những bài nào buồn tha thiết không anh với chia tay? Em sẽ không có nơi này anh biết phải đàn cho ai đây. Câu trả lời của tụi tôi là nghe một bài nhạc buồn. Vậy mình chốt đáp án là nghe nhạc buồn. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Hèn gì năm nay bán nhạc ế. Cơ hội ghi điểm lại về với đời mình.
Em đang suy nghĩ mọi người ơi, có hai cái option nha. Dạ, cũng đang trạng thái cũng là một cái ồ. Ồ, đang sắp Tết chẳng hạn nè, hay là kiểu nâng cấp bản thân mình, tập trung nâng cấp bản thân. Đấy giờ phía sau. Ờ, nhưng mà đúng đúng. Sau chia tay không, ví dụ mà nãy chặn hết tất cả các tương tác trên mạng xã hội là có nha. Là bây giờ là rồi xóa hình nữa. Biết gì xóa nữa không? Tin nhắn, xóa tin nhắn, xóa số, xóa hình là mình phải làm sao cho người ta tiếc nuối. Đúng, đó là nâng cấp bản thân đó. Chốt đi. Dạ. Tụi em chốt là nâng cấp bản thân. Hợp lý nha. Nâng cấp bản thân. Làm đẹp. Nhưng mà chưa phải là đáp án cao được nhất chưa? Không phải. Thôi được rồi, phải thực tế thôi. Chia tay nhau rồi, cái đầu tiên làm là gì? Xóa hình mạng xã hội. Xóa hình nhờ. Không còn cãi nữa. Chặn mọi liên lạc, chặn mọi liên hệ. Ê sao mà em không bao giờ em chặn một cái gì của ai nha. Mà ngày xưa chị dạy em tròn lắm. Em thất tình em ốm tới giờ luôn là ôi em giữ dồi luôn. Dồi ôi. Chứ nhiều người nhờ thất tình em mới ốm. Đúng chính xác là luôn. Là bỏ ăn. Bỏ ăn. Ăn trời ơi à. Tuyệt vời. Đúng bỏ rồi ăn. Bỏ câu trả lời cuối cùng chúng tôi không còn giao lưu, không còn gì nữa hết. Chúng tôi phải bỏ ăn thôi. Câu trả lời cuối cùng là bỏ ăn. Xin mời ạ. Có ai bỏ ăn không ạ? Có chứ, sao không nữa. Không ai bỏ ăn hết. Tại sao? Trời. Đây là cơ hội cuối cùng của đội mình. Wow. Một là nhân đôi, hai là chia đôi số điểm đang có. Bây giờ trạng thái bỏ ăn. Chặn. Chặn đi. Một là chặn, hai là đăng trạng thái. Nói chặn đi chị. Chặn hết mọi liên lạc đi. Chặn hết mọi liên lạc. Đúng rồi. Trong liên lạc đó là có vừa có số điện thoại, vừa có mạng xã hội. Rồi. Chốt rồi, đáp án của mình sẽ là chặn liên lạc. Chặn liên lạc. Mời đáp án. Ừ. Vẫn còn cái đầu. Rồi. Wow. Như vậy có nghĩa là mình đã trải qua 3 cơ hội. Dạ. Vẫn không nhân đôi được số điểm. Và chắc chắn là số điểm của đội mình sẽ bị chia đôi. Và bây giờ cơ hội cuối cùng sẽ tới với đội của mình. Đại đa số mọi người sau khi vừa chia tay, cái đầu tiên họ làm là xóa hình. Xóa hình. Trời ơi, anh không có thấy cái gương mặt anh Vũ lúc nãy đâu. Xóa hình, xóa hình, xóa hình. Là mình chốt chưa? Xóa hình. Xóa hình. Xóa hình trên mạng xã hội. Đáp án của chương trình ạ. Không có luôn. Luôn. Cả hai đội đều hết lượt trả lời. Chúng ta sẽ mở cái đáp nhiều án còn cái lại. Kéo lại trên cùng. Số 8. Chơi game. Em. Số 6. Xem mình đọc lại tin nhắn. Đó luôn. Số 5. Tìm mối quan hệ. Tìm mối quan hệ không rằng xa ngút ngàn. Yêu người mới. Số 3. Khiến bản thân trở nên bận rộn. Đó tỏ ra lao đầu vào công việc. Lao đầu vào công việc. Số 1, tôi đợi có số 1 nè. Số 1. Số 1 là gì đây? Té xỉu luôn à. Than buồn trên mạng xã hội. Đang bỏ đau rồi, đã thấy buồn rồi. Hồi nãy bao giờ cũng thế. Anh Lãnh Thanh là nói cái đáp án này đúng không? Đúng rồi. Kết thúc vòng 2 thì số điểm của hai đội như sau. Đội Hơi Hề vẫn giữ nguyên số điểm là 112 điểm. Và đội Hơi Đẹp, các bạn đã bị chia đôi số điểm 42, chia đôi còn 21. Và đội bước vào vòng đặc biệt đó chính là đội Hơi Hề. Yeah. Đây là vòng đặc biệt của chương trình 100%. Vòng đặc biệt này chúng ta chỉ có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là trong vòng 100 giây mình phải liệt kê được tất cả các đáp án chính xác của câu hỏi. Wow. Dạ. Câu hỏi này sẽ có 8 đáp án. Trong vòng 20 giây đầu đội của chúng ta liệt kê đúng và đủ 8 đáp án thì chúng ta đã giành được 10 triệu. Qua 20 giây thì số tiền sẽ giảm dần theo thời gian. Ôi dồi ôi. Câu này sinh ra là để dành cho anh Vũ à? Áp lực quá, nha. Hôm nào quá. Cho hỏi Hơi Hề mình sẵn sàng bước vào vòng đặc biệt chưa? Sẵn sàng. Câu hỏi vòng đặc biệt có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 cô gái, lý do nào khiến đàn ông giảm cân mãi mà không được? Thời gian bắt đầu ạ. Ăn nhiều. Giờ nó ăn ngon. Không mua đồ ăn ngoài. Công việc bận rộn. Không tập thể dục. Công việc nhiều. Còn... lười. Lười hả? Do bệnh. Bệnh béo phì hả? Bệnh thích bạn bè rủ đi nhậu.
Ăn đêm. Ăn khuya. Thích ăn rồi, do có thích ăn, ăn khuya có rồi. Ăn đồ ngọt. Mê đồ ngọt, uống nước ngọt. Làm việc khuya, làm việc khuya. Là tăng ca đó, rồi ăn giùm vợ. Có không luôn. Nợ bỏ o. Đó. Vợ ép ăn. Ê, sắp còn 3 câu nữa thôi. Lẹ lên, còn có 3 câu hả? Từ từ. 2 triệu. Từ từ, tại sao mà không giảm cân được ta? Do cơ địa, cơ địa. Cơ địa. Cơ địa. Ôi giời, 2 câu. Cái gì nữa ta? 4 giây trời. 2 1 Không có thời gian. Ôi, hết rồi, thiệt. Hết giờ. Còn đúng một câu thôi. Chúng ta đã mở được tới 7 đáp án rồi. Rất là tiếc. Còn một đáp án cuối cùng thôi mà không mở ra được. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem đáp án số 4 là gì nha. Số 4 Căng thẳng. Rất là tiếc. Mặc dù đã trải qua 100 giây nhưng mà đội mình vẫn không đưa ra được hết 8 đáp án. Cho nên là mình không có tiền thưởng ở vòng đặc biệt. Xin chia buồn. Dạ không sao chị. Dạ không sao. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại đội hơi đẹp. Và số tiền thưởng của hai đội ngày hôm nay như sau. Đội hơi đẹp sẽ mang về cho mình 5 triệu đồng. Và đội hơi hè tuy không chiến thắng ở vòng đặc biệt nhưng chúng ta vẫn ra về với số tiền thưởng là 7 triệu đồng. Xin cảm ơn hai đội ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, đội tụi em có thành viên tên là Nguyên Quy. Nên đội tụi em tên là Quyền Quý. Ôi, nghe cái Quyền Quý. Quyền Quý. Ở bên kia Quyền Quý là chị thấy bên đây sao? Cao sang không chị? Cao sang đẹp luôn. Đó là tên của đội luôn đó. Lấy tên cao sang chị.